kiếm con cá lóc hồi nãy mấy bạn. Nóc tiêu rồi. Cái sặc nọ một em. Chích cái nằm tại chỗ nó. Hai em. Chích xuống sình cái nó nhảy bự bự giờ đá. Hết. Hai em. Bự bự. Ú ú không à. Cái nó nằm chích cái nó nằm mấy bạn, không sợ nó nhảy, nó dậy nó nhảy gì hết. Có hàng hay gì, có hàng rồi, lên hàng. Ủ cargo. Bớt nắng giữ khỏe. Chích cái thở ngồi ngóp thổi bóng. Chích, chích anh dậy không nổi luôn. Cái lóc em. Nó hai em luôn. Nó giật kìa, giật kìa. Giật kìa. Ồ bự. Ồ con lươn đá kìa. Này mấy con lươn bự chà bá chắc khó xịt lắm ta. Chui hang chui hốc sao chích đó.
hết thấy rồi, đi lại gần luôn mấy bạn ơi. Cả nhiều quá, đủ. Cá gô nè. Như con cá gô nuôi. Trong thời gian chờ đợi quay cá cho anh xem. Cá lóc nó ú nè. Em lương giúp nhất rồi kìa các bạn. Câu mà dính con lươn này mới đã nha các bạn. Dán cây gặm quá không khó bắt ha. Hết rồi các bạn ơi. Hí. Hí. Cái muốn này lương nó chuối luôn.
sạch sẽ. Nhỏ, nhỏ luôn anh câu nữa. Ừ. Câu luôn 600 gram, 800 gram, nửa ký. Vậy mà có ít lương quá ta. Hả? Vậy mà ít lương quá. Không, hay tại mình chạy không dính nữa. Mưa này nhiều luôn đó, mưa này không có câu chỗ này đâu. Đó đó, đó, đó. 800 gram. Vậy dài lương nhóc. Dạ vô chỗ này hỏi thiếu cá. Làm đùng 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 đùng. Nó. Có cá tra không anh? Cá là vô biên. Cá tra ít rồi cá tai tượng nhiều. Tai tượng. Hầm gì mà bự quá trời bự. Nó. Ờ cá sặc. Nó rồi có cá phi. Cậu đi nha, nó hơi cậu đó. Đi cậu đi. Há mấy bờ này câu lương ngon các bạn. Mấy mương này đâu có ai đâu thiệt. Nó cạn rồi kìa. Hi, hi. Đủ. Chích một cái nó quậy vô banh. Có ớt luôn. Máy này lương nhóc trơn. Câu đúng đã luôn. Nãy chạy con lệnh nó chạy mà. Ngừng cái xịt ở đây nha các bạn. Này chắc bơm tới chiều quá. Chiều mình có rảnh mình quay tiếp cho các bạn xem. Sao hôm kia đi mua con dây dừng chạy. Bấm ngưng không được luôn.